Sư sư uh, có phải phun bồi ba la mật đầy đủ mới có thể chứng đắc quả tu Đà quần, tu Đà hàm, a la hàm hay a la hán, ana hàm như chứ phải a la hàm hay không? Hay kiếp này mình chỉ tu tập tinh tấn là có thể chứng quả? Uhm, phải nói nữa, là cái khái niệm mà tích lũy ba la mật, cái khái niệm tích lũy ba la mật trong chánh kinh không có nói à, trong chánh kinh không có nói mà đức phật luôn luôn khuyên là nên nỗ lực tu tập trong đời này bởi vì sao bởi vì sao bởi vì bản thân chúng ta đó không ai biết là chúng ta đã tu bao nhiêu lâu rồi chúng ta đã tạo bao nhiêu công đức rồi không ai biết hết bởi vì chúng ta không gặp được một vị chánh nặng chánh giác à và khi không biết như vậy đấy, không nên mất thời gian cho cái chuyện là như vậy là tôi có đủ ba la mật hay không, bởi vì cái chuyện đủ hay không đó là nó là chuyện của quá khứ rồi và bây giờ là cái giây phút quyết định cũng giống như à, có một vị hình như là cái này trong cái cái chuyện mà thiền môn thì thiền, thiền tông đó là gì À, một vị hỏi là cái con đường cái con đường giác ngộ bắt đầu từ đâu thì cái vị thiền sư vị đó mới dùng cái cây gậy đó vạch một cái đường ở dưới đất và vị đó nói rằng bắt đầu từ đây có nghĩa là cái chuyện quá khứ thì chúng ta không biết nhưng cái kiếp hiện tại đó, nếu chúng ta không có tu hành gì hết thì chúng ta không thể nào chứng được nhé yeah có có ba có ba cái kiểu chứng quả có ba cái kiểu chứng quả thứ nhất là cái vị có thể chứng đắc ngay trong kiếp hiện tại này đó là nếu như mà bản thân quý vị đó nỗ lực tu hành tinh tấn một cách đúng đắn thì có thể chứng đắc ngay trong kiếp hiện tại này cái thứ hai đó là có thể chứng đắc ngay trong cái kiếp kế tiếp đó là gì vị, vị đó sanh về cõi trời và vì đó tiếp tục tu và chứng đắc ngay trên cõi trời cái thứ ba là chứng đắc trong một cái kiếp xa xôi nào đó thành ra đó cái chuyện là chúng ta chứng ngay kiếp này hay là chứng ở kiếp sau hay là chứng trong một cái kiếp xa xôi nào đó nó không quan trọng bằng cái việc chúng ta có nỗ lực ngay từ bây giờ hay không nên nhớ là sư cũng thường hay kể cái câu chuyện là Đức Phật nhìn vào cái chuồng heo ngày cười đấy hai hồi xưa là có hai vị sư bản một vị phát nguyện thành chánh đẳng chánh giác và nỗ lực tinh tấn còn vị kia thì cho rằng uh, đất a la hán thì nó sẽ nhanh hơn cho nên là vị đó nguyện a la hán nhưng mà do vị đó không có cái sự tinh tấn cho nên là cho đến khi mà bồ tát đã thành chánh đẳng chánh giác rồi mà cái vị sư bản năm xưa bây giờ vẫn còn là con heo trong chuồng heo có nghĩa là nếu như chúng ta không nỗ lực tinh tấn đó, thì chúng ta không thể nào chứng đắc đạo quả được. Thành ra cái nỗ lực ngay kiếp hiện tại bây giờ đó nó quan trọng hơn là chúng ta thắc mắc là chúng ta đã tu được bao lâu rồi.